Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ có một chủ đề mà mình nghĩ là sẽ có rất nhiều bạn quan tâm. Đó chính là vấn đề trị mụn ẩn và trị mụn đầu đen. Đây cũng chính là cái vấn đề mà mình phải nhận được khoảng 100 cái inbox hỏi là chị ơi làm thế nào để có được một cái làn da mịn màng, da em có nhiều mụn ẩn ở trán và ở cằm quá và mũi thì có quá là nhiều mụn đầu đen các kiểu. Và thực ra thì mình cũng rất là ngại phải gõ bàn phím trả lời tất cả những cái inbox như vậy. Thế nên mình đã quyết định là hôm nay mình sẽ làm luôn một cái video này để chia sẻ với mọi người tất cả những cái cách thức và những cái sản phẩm mình đã áp dụng để có một cái làn da như này. Da của mình thì nó không được đẹp ơi là đẹp giống như kiểu da của chị Tina. Thế nhưng mà mình nghĩ là so với cái tầm tuổi là 25 tuổi và mình vẫn giữ được cái độ da của mình như này thì mình cũng khá là tự hào, bởi vì khoảng hơn 3 năm nay kiểu hay make up thường xuyên để làm video rồi đi chơi các kiểu thì mình thấy là da của mình khá là đẹp, nó không hề có mụn ẩn một chút nào luôn và mụn đầu đen ở mũi thì cũng hoàn toàn không có và gần như là không bao giờ mình phải cho tay lên mặt để nặn mụn. Chính vì vậy mà mình khá là tự tin để chia sẻ những cái cách mà mình đã áp dụng. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi vào chủ đề chính luôn nhé. Đầu tiên, để có thể trị được mụn ẩn và mụn đầu đen thì mọi người phải hiểu được là tại sao mụn ẩn và mụn đầu đen lại xuất hiện. Ở đây thì mình sẽ loại bỏ những cái nguyên nhân như là thay đổi nội tiết các kiểu nhá. Thì mình nghĩ là thay đổi nội tiết thì nó thường mọc mụn kiểu to đùng xong rồi sưng đỏ đấy, viêm các kiểu ấy, chứ thay đổi nội tiết nó rất ít khi gây ra mụn ẩn và mụn đầu đen. Đấy là theo kinh nghiệm của cá nhân mình và những cái người bạn bè xung quanh mà mình nhìn thấy thì là như vậy. Chính vì vậy mà mọi người cần phải hiểu đó là mụn ẩn và mụn đầu đen xuất hiện là do chúng ta làm sạch không đúng cách. Khi mà bụi bẩn nhờn bã nhờn còn bám đầy trên da thì chắc chắn là sẽ hình thành mụn ẩn và mụn đầu đen. Ok, biết được nguyên nhân rồi thì chúng ta sẽ đến giải pháp. Thì giải pháp ở đây đương nhiên là chúng ta phải làm sạch hiệu quả. Và làm sạch hiệu quả như thế nào thì chúng ta sẽ có 3 bước. Thật ra thì mình cũng đã nói rất là nhiều trong những video về skincare của mình trước đấy rồi, nhưng mình có cảm giác là mọi người kiểu xem nhưng mà mọi người kiểu không áp dụng ấy, thành ra là mặt nó vẫn không được đẹp và cải thiện hơn trước đấy. Thì hôm nay mọi người nhớ là nếu như mọi người đang có mụn ẩn hoặc là mụn đầu đen ở trên mặt thì mọi người phải chú ý những bước này nhá, và nghe rồi thì mọi người phải làm theo chứ không thì mọi người lại comment hỏi mình. Ok, 3 bước làm sạch hiệu quả thì chúng ta có bước đầu tiên chính là tẩy trang. Tẩy trang thì chúng ta có thể sử dụng những sản phẩm tẩy trang như là nước tẩy trang, dầu tẩy trang, khăn tẩy trang và sáp tẩy trang. Thường thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng sản phẩm tẩy trang khi mà chúng ta make up lên trên mặt hoặc là chúng ta sử dụng kem chống nắng. Nhưng mà mình nghĩ là kể cả với những bạn mà làm việc trong môi trường bụi bẩn thì khi về nhà mọi người cũng nên sử dụng sản phẩm tẩy trang để cho mặt có thể được sạch nhất có thể nhá. Và trong cái chủ đề là những sản phẩm dưới 200k thì mình sẽ chọn cho mọi người hai cái loại sản phẩm tẩy trang này đều là dạng nước. Và hai sản phẩm này thì mình đã đều sử dụng qua và cảm thấy rất là ok, dịu nhẹ, phù hợp cho bọn mình tẩy trang hàng ngày. Đầu tiên thì chúng ta có sản phẩm của Garnier. Và sản phẩm này khá là rẻ, chưa tới 200k mà chúng ta mua được một cái chai tẩy trang có thể tích là 400ml thì rất là hợp lý đúng không? Tiếp theo thì chúng ta có ở đây đấy là dòng Micellar Water của L'Oreal. Vì da của mình là da khô nên mình thường sử dụng cái loại mà nó moisturizing, tức là cung cấp ẩm cho da. Đó thì mình chia sẻ với mọi người hai cái sản phẩm tẩy trang này mình đã sử dụng, cảm thấy dịu nhẹ hợp lý để sử dụng hàng ngày. Nếu mà bạn chỉ sử dụng kem chống nắng hoặc là bạn muốn lấy đi cái lớp bụi bẩn qua một ngày đi đâu đấy bụi thì mọi người sử dụng sản phẩm này ok nhá. Video ngày hôm nay thì không phải là một video review về sản phẩm, vậy nên là mình chỉ nói nhanh như vậy thôi nhá. Bước thứ hai để làm sạch hiệu quả thì chúng ta có chắc chắn phải là bước dùng sữa rửa mặt. Đúng rồi, sữa rửa mặt thì mình có review rất nhiều loại trước đấy rồi, vậy nên mình sẽ để lại những cái link video cũ ở phía dưới để mọi người có thể tham khảo nhé. Thì chắc chắn là ngoài tầm 15 tuổi, mình cứ cho 15 là cái độ tuổi dậy thì đi, thôi 12 đi, bây giờ các bạn dậy thì rất là sớm. Đấy thì mình nghĩ là tất cả mọi người, kể cả trai hay gái mà sau 12 tuổi hoặc là bắt đầu tính từ cái thời điểm mà có dấu hiệu của tuổi dậy thì mọi người đã phải nên sử dụng sữa rửa mặt rồi. Không làm sạch da thì chắc chắn sẽ gây mụn. Đấy cũng chính là lý do mà khi mà dậy thì các bạn tiết dầu nhờn trên da rất là nhiều và các bạn thấy là phần trán và phần cằm của mình nổi rất là nhiều mụn đúng không? Đó, ví dụ như là với em của mình ở nhà chẳng hạn thì mặc dù đang học lớp 6 thôi nhưng mà dậy thì mà mụn miếc đã bắt đầu nổi rồi, thì mình đã cho skincare rồi, mình đã cho sử dụng sữa rửa mặt và nước hoa hồng rồi thì cái tình trạng da của em ý khác hoàn toàn với các bạn ở lớp, tức là nó mịn hơn và cũng đỡ mụn hơn rất là nhiều. Thì mình nghĩ là cứ bắt
bắt đầu từ dậy thì mình đã cần phải skincare rồi. Ok, hơi lạc chủ đề một chút rồi. Nhưng mà nhân tiện đây thì nếu như bạn nào mà muốn mình làm cái chủ đề về skincare dành cho tuổi dậy thì mọi người hãy comment ở phía dưới nhá. Mình sẽ thu xếp để làm một cái video cho những em đang trong tuổi dậy thì nhá. Ok, chúng ta đã có tẩy trang và sữa rửa mặt rồi thì bây giờ là bước cuối cùng, cũng là bước mà mình cho rằng quan trọng nhất trong cái quá trình là trị mụn ẩn và mụn đầu đen, đấy chính là tẩy da chết. Tại sao mình lại cho rằng bước này là bước quan trọng nhất? Bởi vì mình rút được kinh nghiệm cá nhân mình ra, đấy là mình mới sử dụng sản phẩm tẩy da chết cho da tầm được 3 năm nay thôi. Thì thực sự là trong 3 năm nay hầu như là mặt mình không có bất cứ một cái mụn nào cả. Chỉ có rất là hiếm khi, ví dụ năm 2017 vừa qua thì cho đến bây giờ thì không có bất cứ một cái mụn nào luôn. Và mình cảm thấy rất là hạnh phúc vì điều đấy. Ngày xưa thì thỉnh thoảng mình cũng có mụn ở phần chân tóc này, ở phần cằm và mũi là thỉnh thoảng cũng có. Nhưng mà từ khi mà mình làm sạch đúng cách hơn và tẩy da chết cho da hàng tuần đều đặn hơn thì hầu như là mọi người rất là hiếm thấy mặt mình có mụn. Đến cái mức mà bạn mình hỏi mình là ô mày suốt ngày quay video xoát son cận mặt như vậy thì mụn mày che kiểu gì. Nhưng mà thực sự thì thực tế rất là may là mặt mình không có mụn. Vậy thì với tẩy da chết thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người ba cái sản phẩm như sau để phù hợp với ba cái kiểu loại da. Và ba sản phẩm này thì mình cũng đã đều sử dụng qua rồi và cảm thấy rất là ok. Bây giờ thì mình không còn sử dụng nữa, nhưng mà mình chọn ba sản phẩm này cho nó phù hợp với chủ đề là dưới 200k. Đầu tiên thì chúng ta có tẩy da chết trà xanh của Steve. Đây cũng là cái dòng tẩy da chết mà mình sử dụng đầu tiên trong đời. Thì mình thấy là rất là thích. Trời ơi, chỉ cần ngửi cái mùi thôi ấy, mọi người đã thấy cực kỳ thích rồi ấy. Bình thường thì mình đã rất là thích những cái dòng sữa tắm của Steve rồi, nhưng mà khi mà sử dụng cái tẩy da chết trà xanh này thì mình thấy vô cùng thích, bởi vì cái mùi thơm của nó thích kinh khủng luôn. Kiểu chỉ cần để trong nhà tắm thôi thì bạn có cảm giác như là bạn đã đang để kiểu tinh dầu ở trong nhà tắm rồi ý. Đây là một cái tẩy da chết dạng hạt và mình dùng rất là thích, bởi vì da của mình là da khô cho tới da thường cho tới da khô tùy từng thời tiết. Thì khi mà mình sử dụng bạn này thì mình kiểu massage trên mặt ấy, massage xong thì ngay lập tức mình đã cảm thấy là da mình mịn hơn rất là nhiều rồi. Và mình dùng đều đặn mỗi tuần 1 cho tới 2 lần tùy cái tình trạng da mình cảm nhận mà mình sử dụng, thì không bao giờ thấy xuất hiện mụn ẩn nữa. Mình có cảm giác là những cái hạt scrub ở đây nó đã kiểu đẩy được những cái mụn ẩn và mụn đầu đen ở trên mũi của mình đi rồi ấy. Đấy, chính vì vậy mà mình rất là thích bạn này. Bạn này còn rẻ nữa, chỉ có hơn 100 nghìn một chút thôi. Đó, còn có một cái lưu ý nữa, đấy là cái dòng ship này thì còn có hình như là đào, mơ, mấy dòng nữa. Nhưng mà mình thích cái dòng này nhất, bởi vì là cái dòng mơ thì cái hạt của nó mình có cảm giác nó to hơn và nó dễ làm xước mặt của mình hơn, nên là mình không thích bằng cái dòng này. Thì mọi người hãy tham khảo nhá. Những bạn da mụn, có mụn viêm, mụn đỏ thì mọi người không nên sử dụng sản phẩm này, bởi vì những cái hạt này nó sẽ dễ làm tổn thương cái đầu mụn của mọi người, thì không nên nhá. Với những bạn mà da mụn thì mình sẽ khuyên mọi người là dùng cái sản phẩm Smart Peeling tẩy da chết ngọc trai của The Face Shop. Đây cũng là một sản phẩm tẩy da chết rất là thích. Bạn tẩy da chết ngọc trai này thì sẽ phù hợp với những bạn mà có da mụn, bởi vì nó nhẹ nhàng lắm, không có hạt gì cả. Chúng ta massage nhẹ nhàng ở trên mặt thôi thì nó không gây tổn thương gì đến những cái đầu mụn của chúng ta, mà da chết ở trên mặt thì vẫn được lấy đi. Chính vì vậy mà sau khi sử dụng xong thì mọi người cũng có cảm giác là mặt của mọi người mịn màng hơn rất là nhiều. Cuối cùng thì mình có một sản phẩm, đấy chính là tẩy da chết đường đen cũng của The Face Shop. Tại sao mình lại chọn sản phẩm này thì bởi vì là nếu như bạn là người mà mặt có mụn nhưng mà nó không quá là trầm trọng ấy, kiểu nó không quá là bung bét trên mặt ấy, mà bạn lại không thể sử dụng được những cái loại mà scrub dày như thế này, nhưng mà bạn cũng không thích cái cảm giác quá nhẹ nhàng của ngọc trai, thì bạn hãy chọn cái sản phẩm ở đường đen này nhá. Bởi vì nó có hạt nhưng mà hạt của nó rất là thưa, kiểu nó không dày ấy, và nó vẫn có cái độ nhẹ nhàng lẫn cái độ kiểu trà trên mặt ấy. Không biết là mình nói thì mọi người có hiểu không, nhưng mà kiểu nó là cái mức trung bình ấy, cho những cái người mà da cũng có mụn nhưng mà không quá nhiều, thích được cái cảm giác là massage scrub nhưng mà lại không làm tổn thương tới mụn, thì mọi người có thể tham khảo bạn này nhá. Đường đen thì đã quá là nổi tiếng trong cái việc là dùng tẩy da chết rồi, kể cả cho môi nữa. Đó, đây là ba sản phẩm mà mình đã sử dụng, cảm thấy thích và
có giá cả hợp lý dưới 200k nên mình recommend cho mọi người thôi. Còn tùy mọi người đọc được những cái review khác nó thích hơn, hoặc là mọi người tìm được một cái sản phẩm giày da chết nó phù hợp với mình hơn thì cũng ok. Và mình chỉ muốn nhấn mạnh một điều, đấy là nếu như mọi người muốn trị được mụn ẩn, mụn đầu đen thì chắc chắn mọi người cần phải làm sạch hiệu quả như vừa rồi mình nói, và tẩy da chết đều đặn hàng tuần nhá. Chỉ có như vậy thì những cái mụn ẩn, mụn đầu đen xấu xí nó mới biến mất thôi. Còn nếu như mọi người muốn có một làn da khỏe hơn, mịn hơn, sáng hơn thì nó còn phụ thuộc vào những cái bước skincare tiếp theo nữa trong một buổi tối. Đấy, thì những cái bước đấy thì mình cũng đã làm rất là nhiều video nói về chăm sóc da rồi. Mọi người có thể click vào cái link này để xem lại ở phía dưới nhá. Vậy thôi, video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Trên đây đã là tất cả những cái cách thức mà mình áp dụng để có thể trị được cái mụn ẩn trên mặt của mình rồi. Và hy vọng là video ngày hôm nay sẽ hữu ích đối với mọi người. Nếu như mọi người có muốn mình làm thêm những cái video về chủ đề gì thì mọi người hãy comment ở phía dưới cho mình biết nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay. Đừng quên ấn like video cũng như là ấn vào nút đăng ký subscribe channel Queen để có thể ủng hộ mình ra nhiều video trong tương lai nhé. Chúc mọi người luôn xinh đẹp. Bye bye.